Xin sự phân biệt giúp con ý nghĩa của hai cặp từ sau. Nhà tá và bành nha, yoga và gành thác. Cái từ nhà tá đó thì nó là động từ, còn cái bành nha nó là danh từ. Hai cái đó nó khác nhau, hai cái đó khác nhau. Nhà tá là past participle của động từ là janati, tức là biết. Động từ janati là biết, và cái past participle của nó đó, tức là đã biết hoặc là đã nhận ra. Và khi mình dùng cái từ nhà tá tức là vì ấy biết, vì ấy đã biết và vì ấy đã nhận ra, thì mình dùng cái từ là nhà tá. Còn cái từ panya đó thường là chỉ cho trí tuệ, và cái trí tuệ ở đây đó nó tùy trường hợp mà mình hiểu khác nhau. Tại vì có nhiều trường hợp mà người ta dùng cái từ panya, người ta chỉ cho cái trí tuệ bình thường, tức là một cái ví dụ như một người cư sĩ hoặc là một vị bà la môn thông minh, một vị bà la môn thông minh thông thuộc tam tạng vệ đà, thì họ cũng dùng cái từ panya. Rồi một vị thông thuộc tam tạng kinh điển, một vị tam tạng pháp sư, có đôi khi họ cũng dùng cái từ panya để nói về cái trí tuệ của vị đó, cái sự thông minh. Và khi chúng ta hành thiền tứ niệm xứ thì cái từ panya lại dùng cho cái trí tuệ quán. Cho nên cái từ panya đó phải xét tùy trường hợp. Nhưng riêng ở Việt Nam thì chúng ta thường dùng cái từ panya để chỉ cho cái trí tuệ quán. Rồi cái từ yoga đó, yoga bản thân nó có nghĩa là sự liên kết hoặc là nỗ lực hoặc là ràng buộc hoặc là trói buộc. Và thường ở đây đó các ngài dịch là truyền cái. Mình sư cũng không hiểu là tại sao các ngài dùng cái từ truyền cái. Truyền truyền là trói buộc ấy, truyền là trói buộc. Thì ở đây thường ấy, thường dùng trong trường hợp là nói đến bốn truyền, tức là dục truyền, hữu truyền, kiến truyền và vô minh truyền. Trong kinh ấy thì thường chỉ nói đến ba truyền thôi, đó là dục truyền, hữu truyền và vô minh truyền. Vi diệu pháp thì nhắc thêm một cái truyền nữa, đó là kiến truyền. Tức là dục truyền là kama yoga, hữu truyền là pháp hóa yoga, vô minh truyền là avijja yoga. Còn cái mati đàm thì nhắc đến một cái truyền nữa là kiến truyền, ditthi yoga. Còn cái tự ganh thá đó thì cái nghĩa thì nó cũng là cái nghĩa trói buộc, nhưng mà các ngài lại dùng cái từ là kiết sử. Kiết sử thường kiết sử là nó giống như là cái sự rỉ chảy, cái sự rỉ chảy, cái sự rò rỉ, cái sự rỉ chảy. Thường ở đây đó là nói đến 10 kiết sử, tức là 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Tức là nó là gì? Tham, sân, si, tham, sân, si, ái, mạng, kiến, nghi. Đấy. Rồi giới cấm, thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Tức là 5 hạ phần kiết sử. Rồi sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đó là 5 cái thiện vật kiết sử. Ngã mạn không đúng, phải dùng cái từ là mạn, bởi vì không còn ngã nữa, không còn ngã nữa. Bởi vì 5 thượng vật kiết sử ở đây, nếu mà đối với một cái vị thánh ấy, thì vị ấy không thể dùng cái từ là ngã mạn được, mà chỉ dùng cái từ mạn thôi. Riêng đối với phàm phu thì chúng ta dùng
cái từ là ngã mạn, bởi vì chúng ta vẫn còn cái ngã đó, bởi vì chúng ta vẫn còn thân kiến.